giờ ngày xưa mà khi mà con Tùng con chết ấy, để lại mẫu hoa con Tùng Quang là ông tổ 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 ông ông tới mình mới có 6 đời à. Còn bên nội này ông bên nội kim, 5 đời thôi ông Trứng Kim 5 thao ông Trung Phẩm 5 thao mẫu quá nè 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 trường hương hóa ủa là chỗ cuối là con cháu đến bao nhiêu sao một mẫu chắc 10 sao đến cháu đến nhập kinh thì cũng chỉ có giết vài con chó mới nhẹ sôi mấy này có sôi thì con chó ăn vui lắm lúc bấy giờ thế là bên Bắc cái gì đấy chuyện ngày xưa đấy còn bây giờ là thằng Tuệ hả Tuệ nó đang là ở cái đất Hương Hỏa đấy hả? Ừ, đất ông cùng mình đấy. Nói gì nó phải dỗ. Tuệ nó là con ai? Con anh Tổ. Tổ, Tổ, không biết luôn. Anh Tuệ là con bác Trùng Phương. Chị Tổ là con bác Trùng Phương. Bác Trùng Phương là anh của bố. Ồ. Nếu mà không vừa cửa nhà thì cô Mai gì phải đứng đầu. Con của thằng thì con hay là con đứa. Bây giờ đi đến là lần tuổi đi. Thằng tuổi nó là cháu. Hôm qua thầy Lạp nói thằng ông anh Tổ anh chết. Chết hồi chết thấy bảo chết được tháng thì sao anh Tậu á anh Tậu á anh chết rồi á sao không nói gì ở hôm nay anh chết được một tháng rồi bảo ủa em tưởng chị chết trước chứ tại vì hồi chị về Bắc á chị còn anh ấy thì anh ấy thì cũng yếu lắm. Em chị bệnh mà tôi bảo